Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 6 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại tỉnh Hậu Giang. Chủ đề của sự kiện lần này là gắn lúa gạo Việt Nam với tăng trưởng xanh, thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, đảm bảo an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng 700 gian hàng sẽ tham gia festival với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực từ gạo hay các loại máy móc, thiết bị bay, phục vụ sản xuất. Các hội nghị hội thảo cũng sẽ được tổ chức.